Pháp Cú Kinh số 299. Dạ, con kính nhân Mít Đến Sư ạ. Dạ, nó có thể giá. Kính bạch kính linh lễ Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Để bắt đầu cho cái buổi học thì chúng ta sẽ là cái buổi ôn lại cái bài cũ ngày hôm trước chúng ta đã được học, đó là câu kệ kinh Pháp Cú số 299. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 299 có nội dung như sau. Sapa Buddhang Babuchanti Sada Gotama Sawaka Yesang Diwa Cha Rato Cha Nichang Kaya Gata Sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm sát thân. Sabba Buddhang Babuchanti Sada Gotama Sawaka Yesang Diwa Cha Rato Cha Nichang Kaya Gata Sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm sắc thân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Và cũng xin kêu gọi các cái quý vị trong diễn đàn chúng ta cũng cùng nhau để ôn bài. Đây là những cái khoảng thời gian hiếm hoi mà đôi khi trong một ngày chúng ta ít mà xem, hay là tự thân chúng ta làm một cái thiện nghiệp về khẩu, về lời, tụng đọc những cái lời Phật dạy. Cho nên quý vị cũng cố gắng, chúng ta hãy tranh thủ cái thời gian này để mà tạo các cái thiện nghiệp trong cái buổi cuối ngày. Và thưa cô Nhật Quỳnh, thì các quý vị thật sự ra diễn đàn của chúng ta như vậy chất lượng nhiều hơn, tức là những quý vị có những cái tâm cầu học, chúng ta cố gắng duy trì cái diễn đàn chứ không cần quá lo khi mà số lượng bị giảm xuống. Chúng ta cứ tiếp tục với cái thiện tâm nhằm để cho trước mắt là chúng ta sẽ hoàn thành hết 423 câu pháp cú. Và bây giờ xin mời cô Rạng Đông để tiếp tục chúng ta ôn đọc lại cái bài kinh pháp cú số 299 của ngày hôm trước, và chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị để học cái bài mới. Và kính mời cô Đặng Đông. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân sư Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Tịnh Đạt, sư Pháp Trang. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 299. Sup ba bu thằng ba bùi ba bu trần tí sa đà ngô tá ma sa quá ca về sằng lý hòa chá ráp tùn chá nít chằng cà giá cá tà sá tí. Xúc bá bút thần bá bút tràm tí xá đà gồ tá má xà quá cà
Dê sằng đi hoa chá rá tô chá nứt chằng gà giá gá tà xá tí. Xúc ba bút thằng ba bút chàn tí xá đà gồ tá má xà quá cà. Dê sằng đi hoa chá rá tô chá nứt chằng cà giá gá tà xá tí. Đệ tử Ngô Ta Ma luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xúc ba bú thằng ba bú tràn tí xá đà gồm tá má xà quá cà. Dì sằng lý hoà chá rá tồn chá nịch chằng cà giá cá tà xá tí. Xúc ba bú thần ba bú tràm tí xá đà gồ ma xà quá cà. Dê sằng lý hoà chá rá tù chá nứt chằng cà giá gá tà xá tí. Xúc ba bú thần ba bú tràm tí xá đà gồ tá ma xà quá cà. Dê sằng lý hoà chá rá tù chá nít chằm cà giá gá tàn sát tí. Đệ tử của Đức Đại Hiền ngày đêm tỉnh giác trú thiền niệm thân, luôn luôn tỉnh niệm tinh cần, như người canh cửa lơ là chẳng nên. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời kính đảnh lễ cô tu nữ Tham Áp Cha Rí và Mã Giao Đạo Tràng. Kính mời cô, kính mời chị Lạc Lê Sis Ái Minh, có chị, có cô Cẩm Vân giơ tay, kính mời cô. Dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn sếp cộng đồng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Thần. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu công vinh. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 299. Xúc phá bút thăng, phá bút chăn tí, xá đà vô tá má xa quá ca, dê sang đi hoa chá, rát tô chá, nít chăn ca giá gá tà xá tí. Xúc phá bút thành phá bút chăn tí, xá đà vô tá má xa quá ca, dê sằng lý hoa chá rá tô chá, nít chăn ca giá gá tà xá tí. Xúc phá bút thành phá bút chăn tí, xá đà vô tá má xa quá ca, dê sằng lý hoa chá rá tô chá, nhiếp chăng cà giá giá ta xá tí. Đệ tử Vô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Đệ tử của Đức Đại Hiền ngày đêm tỉnh giác trú thiền niệm thân, luôn luôn tỉnh niệm tinh cần, như người canh cửa lơ là chẳng nên. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của chị Lạc Lê. Dạ em cảm cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ. Dạ con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn chị Đặng Đông và chị Nhật Huỳnh để cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc và kệ câu pháp cú. Dạ số 299. Su pa quát tham pa put chăng tí sa đà gô ta ma sa quá khà, về sằng đi hòa cha rát tổ cha ni chẳng
kaya ga ta sa ti supaputham paputchang ti sada go tama a sa waka ye sang đi qua cha ra to cha ani chẳng ca ga ta sa ti. Và đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường thường tưởng niệm sắc thân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử của Đức Đại Hiền đêm ngày đêm tỉnh giác, trú thiền niệm thân, luôn 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 tỉnh niệm tinh cần, như người canh cửa lơ là chẳng nên. Dạ, đó là khổ thơ của Thượng Tọa Duy Đức. Supabuddham bapuchanti sadagotang masawaka ye sang đi quang cha ran tu cha ni chan ca yang ga ta sa ti su pa bu tham ba pu chan ti sa da go tang ma sa wa ca ye sang đi quang cha ran tu cha ni chân ca yang gà ta sa ti su pa bu tham ba bu chân ti sa da gu ta ma sa wa ca ye sang đi qua cha ran tu cha ni chân ca ya gà ta sa ti. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường 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 tưởng niệm sát thân. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử của Đức Đại Hiền ngày đêm tỉnh giác, trú thiền niệm thân, luôn luôn tỉnh niệm tinh cần, như người canh cửa lơ là chẳng nghe. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính cảm ơn chị Đặng Đông đã cho biết bài. Dạ, hình như là đến nhà thấy thấy Ái Minh nè. Ái Minh ơi, lên đi, tranh thủ Ái Minh ơi. Alo anh chị, nghe âm thanh rẹt rẹt phải không quý anh chị? Không, em nghe rẹt rẹt rẹt. Cái máy nó làm sao á trời. Phải ra nó tiền mà lại máy hư nữa chứ. Xa thú huynh huynh Châu Phan. Ê, sao mà kỳ cục vậy trời. Khoan đợi em tí xíu nghe. Dạ. Vinh khỏe hẳn rồi phải không? Cô biết không, con vô á, cái dây nguồn nó hư, nó trục trặc làm sao á, mà vô nửa tiếng đồng hồ, vô từ hồi trước 6 giờ mà hả, đến lúc đó là nó mới khởi động được. Cái kỳ cục, chắc nó đòi tiền rồi. Rồi thôi, không mất thời gian của quý anh chị, 6 giờ 56 phút rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trải bài câu pháp cú số 299. Cái thân này nó cũng hư, máy móc hư, không nói gì, cái thân cũng hư. Hôm qua câu này ta không được học đâu quý anh chị. Con xin phép được trải bài câu pháp cú số 299.
Trời, cái bài học rồi. Xuất bát bước thần, bát bước chẳng tí, xa đà vô ta ma xà qua cà. Dê sang đi qua, chá ra tù chán, ní chẳng cà, giá gà tà xa tí. Xuất bát bước thần, bát bước chẳng tí, xa đà vô ta ma xà qua cà. Dê sang đi qua, chá ra tù chán, ní chẳng cà, giá gà tà xa tí. Đệ tử vô ta ma, luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm sắc thân, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sắp bát bước thần, bát bước chành tí, xa đà gồ ta ma xà qua cà, dê sang đi qua, chá rá tù, chá ní chần cà, giá gá tà xa tí. À, đâu rồi? 99. Đệ tử của Đức Như Lai, ngày đêm tỉnh giác niệm bài Đạt Ma, luôn luôn tỉnh niệm tăng già, như người canh cửa lơ là chẳng nên. Đệ tử của Đức Đại Hiền, ngày đêm tỉnh giác chú thiền niệm tâm. Bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức dạ hôm nay mình không kể được ạ. Dạ, kính mời quý anh chị khác. Dạ, mời Tâm Pháp, mời con, kính mời cô Thâm Mới Chari, kính mời cô Tuệ Duyên, vân vân. Dạ, kính dân nước lại đào tràng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Ái Minh rất là nhiều. Dạ, cố gắng để vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Năm mô bích hai, dạ, Tâm Pháp ơi, có cầm mít được không cho Nhật Bình một tín hiệu? Tâm Pháp ơi. Alo, alo. Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Có cầm mít được không cho Nhật Bình một tín hiệu? Dạ, cô tu nữ Thâm Mát Chá Rí, hôm nay cô có cầm mít được không cô? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Phật Ngài. Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức Tăng ở những đức này mà con được biết, xin kính chào với cô tu nữ. Xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Đặng Đông đã cho biết lắng nghe rõ. Tính thấy hết giờ rồi, tính trốn luôn. Sau đây con xin phép được chào bài pháp của kênh 299 ạ. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Sơn bà vua thăng bà vua chan tí sa đa gô ta ma sa vua càng dê sam đi qua chà ra tô chá ni chân ca giá gà ta sa tí. Sơn bà vua thăng bà vua chan tí sa đa gô ta ma sa vua càng dê sam đi qua chà ra tô chá ni chân ca giá gà ta sa tí. Xuân ba bữa thăng, ba bữa chan tí, sa đa gô ta, ma sa hoa ca. Nghe sa đi ma, chả ràn tô cha, nghe chăng ca giá, gà ta sa tì. Đệ tử vô ta ma, luôn luôn tự tỉnh thức, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm sắc thân. Đó là bộ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đệ tử của Đức Đại Hiền, ngày đêm tỉnh giác chú. Thiền niệm thân luôn luôn tỉnh niệm tinh cần, như người căn cửa lơ là chẳng nên. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức nha. Các bạn đã trả bài xong rồi, mời cô Nhật Quỳnh nha. Tại vì thấy cộng giờ đó. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Mát Chá Rí thật là nhiều. Dạ, con đã thấy đúng giờ rồi, con xin được tri ơn đạo tràng và con thỉnh Pháp Sư. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Mát Chá Rí, cô Ái Minh, Xích Tâm Hương, Cẩm Vân, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh.
Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, hôm nay con được khỏi phải trả bài. Lý do con thấy đạo tràng vắng nên con đọc mấy bài kệ, bây giờ con trốn được trả bài. Dạ, dạ con kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô ta sa pa ya wa to arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa pa ya wa to arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa pa ya wa to arahato samma sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ ơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm quân lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 300. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư nghe âm thanh con không bạch sư, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ sa thú, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh rõ. Một lần nữa, Tịnh Đạt xin kính đến lễ chư Đại Tăng và mến chào toàn thể đạo tràng trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Trước khi đi vào bài học mới, cung thỉnh chư Tăng và mời tất cả quý vị chúng ta làm lễ, đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato savakasangho sangkhaṃ namāmi. Dạ, kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn Pháp Cú số 300. Số 300 trên 423 câu. Kệ ngôn Pháp Cú số 300 có nội dung như sau. Sapa buddhaṃ papuccanti sada gotama savaka yesaṃ divacarato ca Ahimsaya Rato Mano. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Bản dịch của Ngài Minh Châu.
Sapa Buddhang Babuchanti Sada Gotama Sawaka Yesang Diwa Charato Cha Ahimsaya Rato Mano. Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác ngày và đêm, thường xuyên có tâm ý thỏa thích về sự không hãm hại. Bản dịch của ngài Indachanda Chánh Thân và bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Đệ tử chúng, đệ tử Đức Chuyển Pháp Luân ngày đêm tỉnh giác chuyên cần tẩn tu, niềm vui vô hại vô thù, nằm ngồi ăn nói công phu thiền hành. Nam mô Buddhaya. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Như chúng ta được biết thì câu kệ ngôn pháp cú, nhóm câu kệ ngôn pháp cú kể từ câu 296 cho đến câu 301, chúng ta nhận thấy rằng các từ vựng có ý nghĩa giống nhau, chỉ khác nhau về cái ý lý pháp về cái câu cuối cùng. Tuy nhiên, để cho đầy đủ trong cái buổi học thì chúng ta sẽ học tất cả. Câu thứ nhất đó là Sapa Buddhang Babuchanti. Sapa Buddhang là luôn luôn khéo tỉnh thức. Chúng ta để ý có từ súng và chữ pá và chữ bút thá, ba từ này ghép lại thành một, tạo thành một từ súp pá bút thăng. Tỉnh thức nhưng mà phải có khéo súp súp, cho nên tỉnh thức như thế nào gọi là có khéo léo trong đó, thì đó là một cái cách mà Đức Phật ngài nhấn mạnh. Từ thứ hai là Babuchanti. Babuchanti là động từ, nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác. Câu thứ hai, Sada Gotama Sawaka. Sada nghĩa là luôn luôn. Gotama Sawaka được ghép bởi hai từ, đó là Gotama và một cái danh từ đó là Sawaka. Sawaka. Gotama là tên họ Gotama, chúng ta gọi là Cồ Đàm đó. Dòng họ này thì đặt theo dòng họ mẹ. Mẹ của ngài tên là Maha Gotami, bà dì mẫu là mẹ, người mẹ kế, người mà nuôi nấng ngài trưởng thành đó là Pachapati Gotami. Nữ tánh thì đổi thành Y, nam tánh thì giữ Á là Gotama, nữ tánh thì Gotami. Sawaka có nghĩa là vị đệ tử. Chữ ca đây là chia theo số nhiều, nếu mà số ít là Sawako, Sawaka, các đệ tử của Gotama. Câu kế tiếp đó là Ye sang di qua chắc rất tô chắc. Ye sang di qua chắc rất tô chắc. Ye sang ở đây là của những vị ấy. Của những vị ấy, nếu mà viết cho rõ thì phải là Ye sang Sawaka năng, của những vị đệ tử đó.
dây xăng là của những vị ấy. Diva chát Rato chát, Diva là ban ngày, Rato là ban đêm. Và từ chá được lặp lại hai lần ở trong Pali, được hiểu là có giới từ và trong tiếng Việt. Trong Pali thì khi mà ghi là A và B và C thì chữ và sẽ dùng từ hai từ chá, đứng trước và đứng sau. Và chúng ta đi vào câu cuối cùng là cũng là cái câu khác biệt trong các buổi học. Ahimsa yarato mano, Ahimsa yarato mano. Ahimsa ya được thành lập bởi một cái từ gọi là na himsa, là không có hãm hại đó. Hiềm sắc là không có hãm hại. Và cái từ Rato nghĩa là đã được thỏa thích. Mano có nghĩa là có tâm ý. Nếu đúng cái câu này thì phải thêm vô đọc một cái động từ, trợ động từ, trợ động từ cho cái bất biến quá khứ văn từ Rato và hồ tí. Rồi chúng ta kết thúc cái buổi cái bài học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 300 một lần nữa. Sapabuthang babuchanti sada gotama sawaka ye sang di wa cha ra to cha ahim sa ya ra to mano. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, thì cái câu chuyện với duyên sự của nhóm câu kệ ngôn pháp cú gồm có 6 câu liên tiếp, câu 296 cho đến câu 301. Đức Phật ngài đã nói lên nhóm câu pháp cú này khi ngài trú ngụ tại Vedubana, đề cập đến một cái người con trai của ông Dausa Katika. Thì cái câu chuyện này nếu mà chúng ta đã theo dõi từ cái buổi học của nho câu kệ ngôn trong nhóm câu pháp cú này đó, đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ nghe được cái duyên sự và tiếp theo đó chúng ta được nghe lại lặp lại. Và cái điều này nó cũng trùng hợp khi mà chúng ta lặp lại, được nghe lại với nhiều cái vị giảng sư khác nhau đó, thì chúng ta sẽ học được nhiều cái khía cạnh ở trong cùng một cái duyên sự, cùng một cái nội dung. Và căn bản là thì chúng ta sẽ nhớ được cái duyên sự của cái nhóm câu kệ ngôn này. Đây cũng là một cái cách trùng hợp ở trong kinh điển Tâm Tạng, nhất là trong cái phần kinh Tạng. Quý vị, các vị chúng ta để ý, khi mà chúng ta đọc kinh Tạng thì có những cái đoạn lặp đi lặp lại. Chính vì những cái đoạn lặp đi lặp lại như vậy đó, có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Bởi vì trong cái thời bây giờ đó, chưa có chữ viết, và đương nhiên thì chưa có sách vở.
Chính vì cái cách nói lặp đi lặp lại các đoạn văn, vô tình sau khi nghe xong một cái thời pháp thì làm cho thính chúng họ nhớ được cái nội dung của thời pháp đó một cách rõ ràng. Và chính vì cái lý do đặt đi đặt lại cho nên những cái ý pháp được hiểu và thực hành được trọn vẹn. Vậy vậy đó thì các ngài thuộc lòng tâm tạng đó, các ngài đó có những cái lần trùng tụng, những cái lần kết tập, và khi nào có chữ viết, có văn bản cho nên truyền đến và chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta hôm nay lại một lần nữa, chúng ta đừng có ngán khi mà gặp lại những cái điều quen thuộc. Mong rằng sau nhóm câu kệ ngôn pháp cú này, chúng ta sẽ nhớ được cái duyên sự. Chúng ta thấy là cái duyên sự này thì tóm tắt cho quý vị thì cậu con trai của ông, ông trưởng giả đó, cái ông Đào Rú Sa đó, có một cái thói quen rất là dễ thương, niệm Phật mỗi lúc mỗi khi, và trở thành một cái thói quen. Ngay cả cậu bé này chẳng hiểu gì về câu này, chẳng hiểu gì về cái lời mà cậu ta dạ con thỉnh sư cầm mic bạch sư. À, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Đình nét của đại đức có vấn đề rồi, ngài chạy ra rồi. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con thấy sư đã vào đạo tràng, sư nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến sư ạ. À.
Dạ, alo. 1 2 1 2, quý vị có nghe được âm thanh chưa ạ? Dạ, dạ, sao thú. Cậu bé này có một cái thói quen rất là dễ thương, tức là luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, nhưng mà mặc dù là mình không hiểu ý thức là cái câu niệm đó là cái câu niệm đang đảnh lễ một vị Phật. Cậu bé này chỉ có một cái niềm tin, đó là khi tham gia các cái giải thi đấu hay là các cuộc chơi, nếu mà mình niệm á, mình niệm cái câu kinh, câu lễ Phật này á, thì mình sẽ có cái niềm tin chiến thắng và thường là giành được cái phần nổi trội hơn. Dạ. Và cho đến khi có một cái sự cố xảy ra, cậu ta bị kẹt ở ngoài thành đó. Trong đêm đó thì những cái con ma hay là con dạ xoa đó muốn làm hại cậu bé, và trong cái lúc mà giật mình đó, thì cậu bé lại tiếp tục bởi một cái thói quen, đó là niệm Phật. Và chính cái câu niệm Phật này thì dạ xoa nó cũng không có dám, và dạ xoa đó để tìm cách để mà dỗ ngọt, ru ngủ cái cậu bé thì đã đánh cắp cái thức ăn và kèm theo cái mâm vàng là cái vật chứng. Ngày hôm sau là Đức Vua Ngài đã tìm được và bắt cậu bé về thành. Và sau khi hiểu rõ cái câu chuyện đó, đó thì Đức Vua Ngài mới đem đến trình bạch với Đức Phật. Và Đức Vua mới hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỉ có thể là niệm Phật thôi sao mà có thể tránh được những cái điều rủi ro, những cái điều tai hại đến với mình như vậy? Đức Phật Ngài xác minh, Ngài xác định lại một lần nữa cho Đức Vua này: Đại Vương, cũng không phải chỉ có niệm Phật thôi đâu, mà còn có niệm ân đức Pháp, ân đức Tăng, suy niệm về thân, suy niệm về cái sự vô mà chúng ta đang học ở trong bài học hôm nay, và một cái lần nữa, một cái điều nữa là suy niệm về trong cái thiền định, cũng giúp tránh khỏi những cái điều rủi ro và những cái điều bất an ở trong cuộc sống. Thì dứt cái thời pháp, cái lời chia sẻ giải thích cho Đức Vua thì nhiều cái lợi lạc đã phát sinh, tức là đứa bé cùng với cha mẹ, cùng với nhiều người lắng nghe cái thời pháp đó đã thành tựu những cái lợi ích cụ thể, đó là chứng được quả dự lưu, và sau đó sinh xuất gia và tu hành tinh tấn đã chứng được cái quả vô thượng, cái quả A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Phải nói là một cái sự kiện rất là đặc biệt liên quan đến một cái cậu bé có một cái thói quen niệm Phật. Thì nhân cái duyên sự đó mà Đức Phật Ngài đã mở rộng cho cái hội chúng lúc bấy giờ, có Đức Vua và có những cái người có mặt ở đó, hiểu được rằng niệm Phật đơn giản là chúng ta hướng tâm về một cái vị đã giác ngộ hoàn toàn, một cái vị đã tìm ra chân lý tự Ngài ngộ lấy, không có thầy chỉ dạy, một cái vị đầy đủ ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, ở từ muôn kiếp, ở quá khứ vung đắp, một vị vì tất cả cái sự khổ đau của chúng sanh hy sinh cho đến cái đời sống cuối cùng cũng hy sinh tiếp tục để tìm ra con đường thoát khổ. Khi mà hướng tâm đến niệm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, một cái vị đã giác ngộ, một cái ý, một cái sự thực hành ngắn gọn
nhưng đem lại một cái lợi ích rất là to lớn trong cái những cái thói quen. Thí dụ như chúng ta là những người quen về kinh doanh, hay là quen về dạy học, hay là quen về một cái công việc mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày đó, thì đôi khi trong đêm, ở trong giấc mơ chúng ta cũng sẽ gặp. Và niệm Phật cũng như thế, khi nào chúng ta niệm bằng cả một cái tấm lòng thành kính thì ngay trong cái lúc mơ, ngay trong cái lúc mà khó khăn nhất, đó là những cái lúc chúng ta đau yếu, bệnh hoạn và những cái lúc hấp hối, thì chính những cái thói quen nhỏ mà chúng ta tưởng chừng là không có kết quả sẽ là những chiếc phao cứu vớt, giúp đỡ cho chúng ta có cái niềm tin, có cái chỗ bám dựa vào để không có cái sự hoảng sợ. Và hôm nay chúng ta học cái bài được Đức Phật ngày mở rộng từ cái duyên sự là cậu bé niệm Phật, mở rộng ra những cái điều ngoài ân đức Phật. Có những cái ân đức nếu chúng ta tiếp tục suy niệm, tùy theo cái căn tánh của mỗi người, tùy theo thói quen của mỗi người, tùy theo cái hoàn cảnh xã hội, tùy theo cái nếp sống mà chúng ta có thể áp dụng được, thì sáu cái cách này Đức Phật này đã mở rộng ra để cho tất cả những người nào có thể thích hợp ở cái khía cạnh nào có thể thực hành và tạo thành một cái thói quen. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đó là về một cái vấn đề, đó là ahimsa. Ahimsa có nghĩa là vô hại, không có gây hại, gây hấn, gây thù, không có ác ý, không có làm cho người khác khó chịu. Chứ ahimsa nó một cái ý nghĩa rất là rộng lớn. Ahimsa không phải chỉ là chúng ta hiểu gây hại, gây hấn, làm cho người khác phải đau đớn, buồn rầu, khổ sở, gia đình ly tán, hay là dùng gậy gộc gươm giáo làm cho người đó đầy thương tích, thì đó được xem là cái phần thô thiển của cái sự ahimsa. Ahimsa đây được hiểu là vô hại, là có cái tâm từ, không gây hại, không gây hại chưa hẳn đó là có cái tâm từ. Không gây hại, không gây hấn, không gây thù chưa hẳn là chúng ta đang tu tập cái vấn đề và là không não hại, không có làm hại, mà chúng ta đang gìn giữ thân khẩu ý. Nếu như là một cái người không có học Phật pháp đó, thì chúng ta sống với cái kinh nghiệm xã hội thì chúng ta sẽ thấy là trong làng xóm đó thì đôi khi có cái sự cãi vã. Chúng ta là người đôi khi là nạn nhân, đôi khi là người chứng kiến, thì chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ bỏ qua, nhưng mà trong tâm hồn cũng có cái sự khó chịu. Nhưng trong Phật pháp đó, chúng ta phải loại bỏ ngay cả trong cái tâm hồn cái sự khó chịu đó, bởi vì khi mà tích tụ như vậy á, thì lâu ngày nó sẽ thể hiện ra khẩu và sẽ thể hiện ra cái thân hành động. Khẩu thì chúng ta sẽ nói những cái lời khó chịu, những cái lời không có dễ nghe, những cái lời mắng nhiếc, hoặc là thân của chúng ta tìm cách để mà phá hại, làm cho người đó không có cuộc sống nó được tốt đẹp, thì đó là cái sự ahimsa, là vô hại. Trong kinh Pháp Cú, ngay bản kinh mà chúng ta đang học đó, có rất là nhiều chỗ liên quan đến cái vấn đề vô hại, mà Tịnh Đạt cũng xin được thống kê và trình bày cho quý vị được, chúng ta được có sự liên kết ngay trong bản kinh Pháp Cú 423 câu, thì có những cái câu đã nói lên, đã Đức Phật Ngài đã từng thuyết và nói lên liên quan đến vấn đề mà vô hại. Thứ nhất,
Câu đầu tiên đó là hai câu 130-132. Sukhakami sukhamani punani yodandena vihimsati atanokamesano paccha sona lappate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Sukhakama Nipati Atano Sukhamesano Pache So Lappate Sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Cái câu này cũng nói đến, liên quan đến cái vấn đề mà não hại hay là vấn đề mà vô hại. Nếu như chúng ta, ai đó với cái ý nghĩ đó là tìm lợi lạc cho mình, tìm lợi lạc cho mình ở đây được mở rộng ra là tầm cầu cái sự sinh nhai hay là đồng tiền, đồng lương, cuộc sống kiếm ăn, hay là ngay cả cái cuộc sống tìm con đường giàu sang phú quý bằng cách não hại người. Não hại người ở đây được mở rộng ra đó là não hại chúng sanh. Não hại chúng sanh, hay là chúng ta thấy là những người sống bằng nghề sát sanh, bằng nghề nuôi gia súc, gia cầm để mà bán lấy đồng lời. Những cái người sống bằng nghề trong những cái lò sát sinh để mà có cái đồng lời, có cái đồng lương. Tuy là bằng mồ hôi nước mắt công sức của người đó làm ra, nhưng cái sự mà làm ra đó, cái đồng lương, cái đồng lời đó tạo ra cái cuộc sống an nhàn, thoải mái, khỏe khoắn, giàu sang, nhưng mà không có tránh khỏi cái nghiệp đời sau không được lạc. Chẳng những đợi với đời sau mà ngay cả trong đời này, nhiều đó người đó cũng sẽ gặp nhiều cái tai ương, nhiều cái khó chịu. Một cái câu chuyện rất là dễ chúng ta thấy đó là trên báo chí đó. Và cái câu chuyện này nó cũng Đạt có lần đã nghe nhiều người ta hỏi trên báo chí đó là chúng ta đọc, chúng ta thấy là những cái người nuôi tôm, nuôi cá, những cái người nuôi gia súc, gia cầm, thì những người đó rất là lời, rất là giàu. Đôi khi một cái vụ tôm hay là một vụ cá như vậy đó, thì cái đồng lời người ta có thể lên tới cả bạc trăm triệu, bạc tỷ. Thì một cái câu hỏi đó là Đức Phật dạy sống trên, tìm lợi lạc ở trên cái mạng sống của chúng sanh khác đó, thì sẽ không có được an lạc, thì tại sao những người đó lại có tiền bạc trăm, bạc tỷ, thì có trái ngược hay không? Thì thưa quý vị, thì theo dõi báo chí một thời gian nữa đó, năm trước hoặc là năm sau đó, thì quý vị sẽ thấy là những cái vụ tôm, những cái vuông tôm, vuông cá đó, đó lại gặp cái khó khăn về thiên tai, về chất nhiễm độc, về cái môi trường làm cho tôm cá không có phát triển được, và chính cái người đó lại bị lỗ cũng cái số tiền tương đương, và có thể thâm hụt cả vốn, và có người phải bán tán gia bại sản. Thì quý vị thấy là cái lợi trước mắt nó không có nói lên một cái ý nghĩa gì hết, mà phải xem là cái kết quả, cái hậu quả cuối cùng của cái việc mà tìm an lạc trên cái mạng sống. Tại sao chúng ta nói là tìm an lạc, giàu sang,
làm cho cuộc sống của chúng ta được được thoải mái bằng cái sự sống của chúng sanh khác lại là một cái kết quả, cái hậu quả đáng thương. Bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy đó, có chúng sanh đó nó rất là hoảng sợ, hoảng hốt. Tuy là chúng ta đem thức ăn chúng ta cho, chúng ta nuôi, chúng ta chăm sóc, chúng ta quan tâm, nó bệnh, nó ho, nó có trở ngại, chúng ta lập tức mời bác sĩ để mà thăm, để mà tìm cách để mà chữa trị. Nhưng cái mục đích chúng ta là bán, mục đích chúng ta là để giết, để lấy thịt, thì khi mà kết quả mà chúng sanh đó nó run sợ, nó hoảng sợ đó, thì đó tất cả là bằng tâm sân. Mà quý vị biết về một vuông tôm, một vuông cá, hoặc là một bầy heo, một bầy gà, thì biết bao nhiêu là chúng sanh nó hoảng sợ, nó hoảng hốt và nó gào thét mà chúng ta đâu có hay. Thì khi đó từ cái việc mà chúng nó sân hận bằng cái tâm sân hoảng hốt hoảng sợ đó, thì chúng ta làm cái nghiệp mà trên mạng sống của chúng sanh, mà chúng sanh nó đang tâm sân hoảng sợ hoảng hốt đó, thì cái nghiệp nó cộng dồn lên rất là nhiều. Mà chắc chắn là đời này và đời sau cái nghiệp đó nó không có chạy đâu khỏi hết, thì làm cho người đó không thể nào hưởng an lạc ở trên cái đồng lời hay cái đồng lương đó được. Cho nên cái việc cái người cư sĩ Phật tử của chúng ta, mà nhất là cái người cư sĩ mà cần có cái sự sinh nhai, tìm kế sinh nhai á, thì rất là khó trong cái thời buổi này. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng để mà tránh càng nhiều càng tốt, để chúng ta không có bị xa cái lưới, cái lầy, cái đầm lầy đó, và chúng ta càng ngày càng lún thì thật là tội nghiệp cho bản thân mình. Mình là biết đạo, mình nghe pháp, mình hiểu biết, nhưng mà cuối cùng nó đưa đẩy và chúng ta không vượt qua được cái sự cám dỗ hay là cái sự khó khăn để mà xa lầy, thì như vậy thật là tiếc. Và câu kệ ngôn pháp cú thứ hai mà liên quan đến cái vấn đề vô hại hay là não hại đó, đó là câu kệ ngôn số 225. Ahimsaka ye muna yo nichang kaye na sanguta te yanti achutang thanang yatha gantoa na sochare. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Dạ, thì câu 225 này cũng liên quan đến cái phần mà ahimsa và đề cao cái phần là không có làm hại bất kỳ ai và đạt được cái sự là bất tử và không có ưu sầu. Chúng ta sống với một cái cuộc sống hiền thiện đó. Chữ hiền ở đây nó khác với chữ khờ. Chúng ta sống một không sống hiền thiện đó, mình không có hại ai, nhưng mà ai hại mình cũng đâu có dễ, thì đó là hiền. Còn khờ thì khác, khù khờ nó khác với hiền. Chúng ta sống không có hại ai, không có làm khó dễ ai, thì chúng ta có một cái giấc ngủ buổi tối đó, rất là yên lành. Chúng ta không có gây thù chuốc oán, chúng ta không có mắng chửi đánh đập ai, thì tối băng đêm băng hôm mà nghe tiếng gõ cửa hay là nhìn thấy ánh đèn pin xẹt vô nhà đó, thì chúng ta cũng không có hoảng hốt. Chúng ta có một cái giấc ngủ rất là bình yên. Thì làm sao mà trong ngày công việc của chúng ta như thế nào, cái lời nói của chúng ta như thế nào, mà cuối về chúng ta có một cái giấc ngủ yên lành tới sáng, đó là một cái ngày chúng ta xem như là cũng đã thành công rồi đó. Và cái câu kế tiếp đó là câu 261, cũng liên quan tới cái phần ahimsa. Yam hi satchan cha thammo cha ahimsa sangyamo damo sa ve wanta malo thiro thero iti pavuchati. Ai chân thật đúng pháp,
không hại biết chế phục, bậc trí không có quế mới xứng danh trưởng lão. Và cũng nhằm một cái ý nghĩa đó là nâng cao về cái sự là không hại và biết chế ngự về cái bản thân, thân khẩu ý, thì mới xứng danh được gọi là một cái vị chân tu, một cái vị trưởng lão. Câu 271 và sorry 270. Na te na ariyo hoti ye na nani himsati ahimsa sapapana nang ariyo ti pavuchati. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới gọi, mới được gọi hiền thánh. Cái câu này thì hơi tế nhị một tí xíu, đó là chúng ta biết rằng trong Phật Pháp đó, thì chúng ta học là làm thiện, làm tốt thì rất là nhiều cái nguyên nhân và nhiều cái cách. Nhưng cái câu này nói là không sát hại sinh linh đâu gọi là hiền thánh. Mặc dù chúng ta là người xuất gia tại gia hay là xuất gia tại chùa, chúng ta tinh tấn tụng niệm kinh điển, quét dọn tam bảo, hay là năng làm các công đức bố thí cúng dường, nhưng như vậy cũng chưa được gọi là một cái vị Phật tử thuần thành, hay một vị xuất gia chân tu. Ở đây nêu cao một cái vấn đề, đó là một cái tấm lòng từ ái với muôn thú muôn loài, với tất cả chúng sanh, cả nhiều khi kể cả những cái loài vô thức tánh. Thì có loài cái sự mà từ ái như vậy đó, thì xuất phát từ cái lòng từ ái thì quý vị biết là tất cả một cái thiện pháp đều được trọn lành một cách dễ dàng, chứ không phải là chúng ta làm các cái công đức để mong cầu được cái quả báo thiện, và bên cạnh đó chúng ta bỏ quên là trao dồi cho tâm ý của chúng ta nó được hiền thiện. Nếu mà trao dồi được cái tâm ý mà không có não hại thì thực sự thưa quý vị, không có cái sự đấu đá tranh cãi ở trong gia đình, bà con làng xóm, không có cái sự tranh giành các nhóm phe phái, không có cái sự chiến tranh của các quốc gia, và thế giới này thật sự là đáng sống và thanh bình. Và một cái câu đó là câu số 300, tức là câu chúng ta đang học. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Thì với cái ý nghĩa ý vui niềm bất hại và được thực hành một cách quen thuộc, nhiều lần lặp lại, tạo thành một thói quen ở trong cái cuộc sống, thì quả thật là một cái vị xứng đáng là con Phật, là một vị đệ tử Phật với cái tấm lòng từ bi, không có não hại, không có muốn gây hấn, gây thù, không có khó chịu đối với bất kỳ ai hoặc là đối với chúng sanh nào. Đương nhiên trong phàm phu thì tham sân si, phiền não của chúng ta còn rất là dày đặc, nhưng được học kinh điển của Phật Pháp, của Đức Phật, thì chúng ta từ đó mà chúng ta cố gắng để tu sửa. Tu là sửa đổi, và cũng có nghĩa là tu để mà bổ. Chúng ta tu sửa là sửa đổi những cái thói quen tật xấu mà đó giờ chúng ta chưa có phát hiện. Còn một cái đó là tu để bổ, tu phải triển, tu bổ để triển, để mà làm cho mới, cho sạch đẹp, khang trang. Đó là một cái cũng là một cái ý trong cái việc mà chúng ta học Phật Pháp,
Thứ nhất là tu sửa, sửa đổi những cái thói quen tật xấu, và tu bổ là phát triển những cái tốt, những cái thiện mà chúng ta chưa có khả năng, chưa có cơ hội. Thì thật ra thì còn nhiều cái đoạn trích ở trong Tương Ưng Bộ Kinh nữa, nhưng mà thôi cũng bao nhiêu đây, Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ với đại chúng ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề qua câu kệ ngôn số 300, nói về một cái ý nghĩa, đó là niềm bất hại ahimsa. Chúng ta để kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay thì Tịnh Đạt xin kể một cái từ mà quý vị có thể hình dung và nhớ được, cái từ ahimsa này. Đó là tên của ngài, một cái vị tướng cướp chuyên giết người do cái sự lầm lẫn, do cái sự mê muội và do cái sự hiểu sai chấp nhầm, đó là ngài Ankulimala. Thật sự tên của ngài là Ahimsa, bởi vì khi mà ngài sinh ra đời đó, cả những cái kho vũ khí trong kinh thành đều phát sáng, và đó là một cái niềm, cái điềm không có tốt, cho nên đã được đặt tên là Ahimsa, là một cái cậu vô hại, để nhằm nhắc cho khi mà lớn lên hãy sống một cuộc đời yên lành, đừng có não hại, đừng có làm hại đến ai. Nhưng mà chuyện gì nó cũng đến thì nó cũng đã đến. Nhưng mà quý vị có thể hình dung về cái pháp môn mà Đức Phật ngài đã giảng rộng, đó là cái niềm bất hại ahimsa, và chúng ta hãy nhớ đó là tên của một vị A-la-hán tinh văn đệ tử Phật, và chúng ta sẽ nhớ được cái pháp môn này ahimsa, niềm bất hại. Và Tịnh Đàn xin kết thúc cái buổi chia ở đây. Kính chúc chư tăng và kính chúc hội chúng ta được nhiều sức và luôn có cái sự tính tâm ở trong Phật pháp, và duy trì cái lớp học, thì cái diễn đàn được một ngày càng thịnh hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Dạ, kính mời cô, các vị MC, cô Cẩm Vân trở lại vị diễn đàn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 300 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được toàn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Và tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bế đề và ta sắp bằng bùi đà nụ phá vệ nà sá đà sá thị phong quanh trụ tê. Và qua tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bế đề và ta sắp bằng hàm ma nụ phá vệ nà sá đà sá thị phong quanh trụ tê. Và qua tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bế đề và ta sắp bằng sáng khá nụ phá vệ nà sá đà sá thị phong quanh trụ tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Trang, đại đức Tịnh Đạt cùng chư công đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re mu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đê na pa wan pu gu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha mít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra
sa-pa-la-pu-ta-su-ki-ta-pa-wan-tu-te Cha-la-bu-cha-ye-pi-cha-an-da-sam-pa-wa Sam-se-da-cha-ta-a-tha-vo-pa-pa-ti-ka Ni-ya-ni-kang-tham-ma-wa-sang-pa-ti-cha-te Sa-pe-pi-du-kha-sa-kha-ron-tu-sang-kha-yang Tha-tu-chi-rang-sa-tang-tham-mo Tham-ma-tha-ra-cha-bu-cha-la Sang-kho-ho-tu-sa-mak-vo-va A-tha-ya-cha-hi-ta-ya-cha Am-he-ra-kham-tu-sa-tham-mo Sa-pe-pi-tham-ma-cha-ri-no U-thim-sam-pa-vu-ni-ya-ma Tham-ma-ri-ya-pap Tham-ma-ri-ya-pa-we-di-te Dạ, chúng con kính tri ân chư đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào, tạm biệt, cảm ơn, xin xuống nít.